Đọc tin nhắn không like bán táo chỉ hàng nha mọi người ơi. Táo chỉ hàng làm gì có đây đâu. Hết rồi, anh em ăn hết rồi. Sao không thấy trong thông báo like à mọi người? Chắc là bị ấy rồi, hạn chế rồi. Mỗi khi like là bị hạn chế. Mệt thật. Tự nhiên ngủ giấc ấy luôn. Người nóng bừng luôn. Chú Linh ốm rồi. Hoán vé thôi. Không đi được đâu. Con đi đằng đời đúng không? Đi đằng đại gì nữa. Mới đi về ngủ cái ốm rồi. Giờ mặt đần thơ rồi. Sốc sốt rồi. Hoán vé thôi. Không ai đưa lôi vé đâu. Đừng đi về Việt Nam mà. Biết là đi về Việt Nam rồi nhưng mà giờ người nóng như này. Nóng như này sao về được. Nhưng mà chú Linh ốm nè, đôi em tì ê. Ai da. Thật đấy. Nóng không? Nhưng mà còn nóng không? Còn nóng cơ. Không nóng. Thật á? Dạ. Đấy, ông quyết tâm về Việt Nam lắm các bạn ạ. Ơi. À, người nóng bừng rồi. Thôi bán đốt ngày hôm nay để ngày mốt về Việt Nam nhé. 17 mới đi Luanda mà, 18 mới về mà. Bye ơ. Ra đi tàu. Thôi không nói chuyện với lôi đâu. Tôi chỉ biết ăn thôi các bạn ạ. Chỉ biết ăn thôi. Chỉ có biết gì đâu. Chỉ biết ăn thôi. Phiên live này là phiên live cuối ở Angola. Còn mai mốt về rồi thì sẽ live ở Việt Nam sau. Sao? Live ở Việt Nam à? Chú Linh live, chứ Lôi ở bên này mà. Hả? Sao đây? Về mà. Nó đi về á? Dạ. Chắc chắn đấy à? Chắc chắn. Hả? Lôi cái từ bánh này. Ăn bánh rồi vứt đấy à? Cả bên đầu kia rồi kìa. Lôi kìa. Trong cái hộp ấy kìa. Ê chà. Dán cái kiến nó bu đầy trong lồ. Ê. Ê. Sợi ăn rồi vứt đấy. Ok nha mọi người. Like muộn thế. Lên muộn hơn 30 phút nha mọi người. Tôi bây giờ là hành trình về Việt Nam hay là ngồi kể một tí nhỉ? Mọi người có hóng không? Để mình kể một tí xem có ai có hứng thú không nào? Kể đi. Đấy, sợi, có luôn à. Đây, ngồi đây. À, đi vứt đi, vứt ngay lên mà ngồi đi. Này mấy giờ đâu nhỉ? 18 là về Việt Nam nhưng mà lại 19 ở Dubai cơ. 19 là ở Dubai cả ngày cơ. Không biết là đi chơi đâu ở Dubai đây. Ở đây trong ngày có ai đang ở Dubai không? Có ai đang ở Dubai không nào? Để hỏi thế nào. Kiếm chỗ ăn đó nào. Kiếm cho ăn đó. Tầm này đi đâu mà ăn trực ở đâu được thì ngon nhỉ. Rồi xem nào. Ui nhiều ấy. Chị ở Thái nha. Đang ở Dubai mà chị. Ở Thái liên quan gì Dubai gì? Rồi có chị này. Rồi có chị á. Ui trời ơi. Đây rồi. Lôi có biết Dubai không?
Không biết á? Thế thì phải lôi cho lôi đi đi nhá. Ok. Đúng rồi, các chị cho em xin số cái nhỉ. Các chị cho em xin số cái nhỉ. Có gì ra sân bay Dubai các chị đón em cái, em có visa Dubai rồi. Ở lại ngay. Ăn uống không quan trọng, không thành vấn đề. Chỉ việc các chị đưa các em đi chơi thôi. Sắm vàng. Ui giời. À đúng rồi, đi xem vàng hay đấy. Giờ qua Dubai một ngày em phải đi xem vàng đấy. Đấy, cho Lôi đi xem vàng đấy. Lôi thì không biết cái gì rồi. Có biết vàng. Đưa đây. Đưa đây đây. Đưa. Đang làm mà, cất cái này đi. Hiểu không? Đợt kia nói như nào, hiểu không? Hiểu. Có nghe không? Nghe. Ờ. Ở sân bay mà nhoi 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 này. Lạc đấy nhá. Lạc. Đùa đâu. Lạc cái là toi đấy. Trước mặt là cứ ngồi đây nào. Nghe chú Linh nói này. Về Việt Nam đâu mà về. Đi Dubai mà, có phải về Việt Nam đâu. Cười lên nào. Đăng like kìa. Đăng like kìa. Rồi, ở Dubai một ngày nhá mọi người. 19, ngày 19 này ở Dubai. Chưa biết đi chơi đâu cả. Chưa biết đi chơi đâu. Ok em, qua chỉ đón Bích Ngọc. Ok, cảm ơn chị nhá. Ok. Tầm này thôi thì qua Dubai phải đi xem vàng cái gì ạ? Có khu phố nào mà bán chắc vàng không chị ơi? Có khu phố nào bán chắc vàng không? Có khu phố nào bán chắc vàng không chị? Để hỏi chị ấy nào. Nay áo giá nhiều, nay sale nhiều lắm mọi người ơi. Sale bây là có voucher nhiều lắm. Đợi tí, đợi tí đó. Đợi tí mình. Có thỏi thật đó nhá, để lên kịch bán sắn để đi nè, đi tham quan Dubai nè, một ngày thì ở lại Dubai một ngày thì mình nghĩ là sẽ đi, muốn đi khá là nhiều nơi đấy. Sao đây hả? Sao đây? Thôi, Lôi tuần này nghịch lắm. Thôi, nghỉ thôi. Không về điểm 9 nữa đâu. Đi ra ngoài đi. Không. Đi ra ngoài đi. Không. Chú Linh ghét rồi. Đi ra ngoài đi. Không. Đi ra ngoài. Không cho làm nữa. Ừ, trả đây, trả đây. Trả đây, trả đây. Làm sao? Hả? Làm sao? Đó. Làm sao? Bố ghê. Biết đâu. Hả? Biết đâu. Bố ghê. Biết đâu. Bố ghê. Phải di lên chứ. Di lên. Tôi nói giờ không trêu Lôi nữa đâu. Về Việt Nam đấy. Nhá. Ồ, có quan tâm đủ. Về thì về mấy thôi. Ông đây không quan tâm. Ông này thu bánh rồi là ông buồn rồi. Sao đây? Không biết đâu thì nhìn đấy cười cái gì. Người nhìn đến kia cười đang lại tìm mà. Nhìn đến kia cười kìa. Vậy về không về thôi chứ. Đưa bù lát xà bánh ăn đã. Rồi tính sau. Về Việt Nam làm cái gì đấy, phi đầu. Giận rồi á, không lâu giận đâu. Ok, bây giờ lên sản phẩm nào. Lên sản phẩm nhá. Đây, bánh của Lôi này. Đây này, bánh của Lôi này. Bánh của Lôi.
Ui, lên sản phẩm mới nha. Áo mới. Đây. Làm sao? Cái này của ai mua cho đây? Nói đi. Ơ. Nói to. Đâu? Ai mua? Từ đâu? Từ đâu à? Đâu. Nói chú Đồng sao không mua bánh được hay chưa? Hả? Để mai dặn anh Đồng ăn bánh nhiều quen nhá, hỏng hết rồi. Ăn đi thôi. Vâng nào, xem có cái gì nào, chú Linh ăn nào. Linh ăn táo. Táo ngon nè. Táo ngon mà.